Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi chẵn lẻ Momo trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nhé anh em, nhớ click vào. Yo yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình thì mình đây tiếp tục đường phố đây mọi người nha. Xin chào anh em game, hiện tại đã chiến mình tiếp tục đường phố đây bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày mới trước vào video cho anh em xem video bằng like share thì nó phải xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi cập nhật core dùng chung mới nhất game hiện tại đã chiến cùng với quà cáp của game. Đồng thời sẽ cùng tôi sẽ cùng nhau và anh em cùng đi bình luận về vị độ vị thông tin về tướng mới anh em. Hiện tại Lamida hé lộ 4 tướng mới sắp ra mắt, một trong 4 tướng anh em. Thì nói chung là có thông tin về tướng mới chúng ta sẽ cùng nhau đi bình luận qua anh em vì cũng chưa có sự kiện săn cốt hay gì hết cả. Ok. Ngoài ra thì đầu video thì anh em cho tôi xin một like cũng như subscribe để hỗ trợ channel phát triển lên nha. Và giúp anh em sẽ đi qua để kênh một đăng ký và một share để giúp kênh đạt sớm đạt mốc 5.000 đăng ký trước Tết ạ. Và mong sao sẽ vượt qua luôn ạ, càng tốt ạ, cảm ơn mọi người. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi điểm qua quà và code anh em nhé. Thì hiện tại bên thư thì có nhà phát hành chúng ta có gửi cho một phần thư quà tặng anh em. Xin chào các thuyền trưởng, hôm nay là nay như các thuyền trưởng đã biết, ngày thứ hai của năm cuối cùng 2021 rồi anh em. Nami gửi đến thuyền trưởng phần quà nhỏ nhỏ anh em, phần quà cuối tuần anh em. Hôm nay là bao nhiêu rồi, nay 27 à, nay mới 27 mà 10 thùng bia, 20 cốc bia vàng, nói chung thì cũng được anh em, một phần quà cũng mang đầy, khá là đầy, nó ý kiến cá nhân là tôi thấy được anh em rồi. Ok, và xin chào tất cả anh em đến một công chiều mới nhất của kênh Tục Từ Đường Phố nhá. Ok, anh đầu video anh em cho tôi xin một like nào mọi người ơi. Ngoài ra về cái việc về video buổi tối hôm qua, video công chiếu tối qua đặt like 150 like sẽ có event tặng thẻ cào của show cho anh em. Thì siêu nó 8 giờ anh em nhé, tôi sẽ lên live stream chơi game kiếm tiền tiếp Tết đó. Thì anh em là hứng thú thì có thể lên buổi live stream trên đấy, thì tôi nếu mà đủ không đủ đơn like thì sẽ có event tặng 3 core đen của anh em, còn không thì sẽ có mini game nhé, vẫn có mini game tặng thẻ cào của show lớn như anh em lên tên đông đó, 20-30 người lên chơi tôi sẽ có mini game cho anh em chơi luôn đó, có gì các bạn ghé lên live stream chơi nhé. Rồi tiếp theo là con đen dùng chung mới nhất của game hải tặc đại chiến anh em, như tôi dự đoán sáng nay anh em HTHT2712 không cần phải đi nhập anh em, lấy trực tiếp luôn. Ôi có bao đoán lệch đâu các bạn, bữa nay thành tiên tri rồi, tiên tri tiểu tử đường phố rồi anh em, quá chuẩn luôn các bạn. Ok, hot quà luôn rồi, đây là phần quà ấy nha anh em. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến vấn đề tiếp theo, đó là về thông tin tướng mới các bạn. Không biết anh em đã cập nhật chưa, nếu chưa thì chúng tôi đi cập nhật nha. Ok, thì ở bên tab cộng đồng của game Huyền Thoại Nhấn Giả Hải Tặc Đại Chiến anh em, nhân vật cuối cùng của game trong năm 2021 sẽ là vị tướng nào đây? Khi Lamy đọc bộ skin thực là phải dụi mắt 2-3 lần, tóm lại nhanh gọn, độc đẹp mạnh. Mỗi khi bài viết đạt mốc 600-900 Lamy sẽ lần lượt gợi danh về một danh tính của hắn để các thuyền trưởng dự đoán nhé. Ở đây thì chúng ta có 4 hình ảnh của 4 tướng mới anh em, bao gồm có đó chính là của hắn, là từ hắn này, hắn hoặc Nami cũng biết dùng từ anh em, Canro, Carrot anh em, Carrot Sư Long Đồng Hoàng. Rồi tiếp theo hai vị trí dưới các bạn, đó chính là Roro Wallo và Rack anh em, nhưng dùng từ hắn thì nghe giống Canro đấy nhở. Thật sự nghe dùng từ hắn nghe giống Canro quá anh em, thật sự luôn á. Ok, thì tại thì mới đạt được 70 like thôi, anh em muốn thêm thông tin thì đâu nên lên like, các bạn này nên lên like mới có thêm thông tin nhá. Chắc hẳn là Carrot, tại Carrot Cute giống chị Nami. Trở lại khéo lệnh, anh em cứ khéo lệnh này toàn lắm. Roro Wallo, Sinong, Tứ Hoàng trong game vô đối, còn thua cả mấy con yếu hơn là con nhà phát hành kia. Để Nami xóa Tứ Hoàng ra khỏi game ạ. Tại sao xóa vậy? Đừng Nami. Đang chơi Tứ Hoàng xóa chị. Ok, nói chung trong đây thì cũng không có thông tin tương mới anh em. Thôi chúng ta sẽ bình luận với cái ảnh này đi. Ok, để bình luận cho dễ tôi đã chụp ảnh cho nó về anh em để có thể phóng to zoom nhỏ các bạn. Thì ở đây thì Nami có nói về hắn hoặc ả hả? Thật sự nghe từ hắn hoặc ả thì có thể ả là ả Carrot rồi anh em, có đâu hắn thì chỉ có hắn, là hắn chỉ có thể dùng cho Canru thôi anh em, chứ dùng lại cho anh Zoro thì có một fan Roro đâu hết rồi anh em, tam kiếm phái đâu hết rồi, rút
Đùa nó thật, dùng từ hắn với Roro tốt thật. Anh em phải lên gõ bàn phím cào phím chém loạn xạ lên giờ. Anh em tung gió cước ra chém chứ sao để thế này được ạ. Sao lại dùng từ hắn cho Roro được các bạn. Còn rách thì được nhá. Riêng từ hắn này, riêng cá nhân tôi không phải là đang gọi là đề cao quá đâu anh em. Nhưng dùng từ hắn này chỉ dùng cho Canro được thôi anh em. Hoặc là rách thôi chứ không thể dùng cho anh Roro nhà ta được. Anh Roro nhà tôi là mãi mãi anh Roro mái đỉnh các bạn đúng không. Ở đây có anh em công nhận là Roro mái đỉnh không? Làm sao dùng từ hắn cho anh Roro được. Nhưng mà tôi nói thật thì cá nhân tôi vẫn mong chờ sự xuất hiện của Roro Wallo ở sự kiện lần này anh em. Còn các bạn mong chờ vị tướng nào ở đây? Theo các bạn xem là vị tướng nào? Canro tôi nghĩ tỷ lệ thấp lắm anh em. Nhưng mà không thể nào không nói là không có được. Bởi vì cái mức độ quay xe của Lamy thì các bạn biết rồi. Cua xe có bao giờ gọi là người ta ôm cua bốc khói là nó gọi là khét lắm rồi anh em. Đây tóe nửa luôn ạ. Trời ơi mà tóe đánh ra nửa hút thuốc được luôn. Nhưng nó anh em khói nghi ngút luôn ạ. Trời ơi. Đấy tình hình thì chúng ta đang có 4 tướng các bạn. Để tôi đi về xem nào anh em. Ok chúng ta sẽ dùng nhau mở lại bộ óc điên tri anh em. Để dự đoán các vị tướng lần trước ra mắt một lần nữa anh em. Lần trước sau khi ra được Sanji Vismok, vị tướng tiếp theo hình như là Katakuri à? Là đúng anh em, Katakuri. Lần này ra Kilemon xong thì chắc chắn lần này sẽ ở Minh Mẫn. Mở dòng Minh Mẫn thì chỉ có Rex hạn hán hoặc là Roro thôi anh em. Nhưng mà theo cá nhân tôi nghĩ anh em, bởi vì đây lần trước tôi đã phân tích với anh em rồi. Đây hiện tại thì bên dòng thông minh đã hơn dòng Minh Mẫn một tướng anh em. Nên là việc xuất hiện tướng ở dòng Minh Mẫn là điều quá ư là bình thường luôn. Lần này tôi vẫn chốt hạ, chốt đơn với anh em đó là Roro Wallo. Cá nhân tôi vẫn là Roro Wallo anh em, không thể nào lệch được hơn các bạn. Đây còn anh em nghĩ là vị tướng nào? Đấy Canro à, Canruro, Carrot Sư Long, Rách. Nhưng mà dùng từ hắn với ả nghe nó Nami dùng từ hắn với ả. Cái từ hắn với ả này là ý gợi ý đấy anh em chứ không phải là không đâu. Bởi dùng từ đã dùng từ hắn là không thể nào dùng nó để anh ba nhà tôi, quên anh Roro nhà tôi được rồi anh em, đúng không? Làm sao dùng từ hắn với Roro được anh em. Hắn ở đây thì chỉ có thể là Rách thôi anh em, hoặc là Canru thôi anh em. Đồ nếu ả thì có Sư Long đây rồi anh em đó. Cái vấn đề này cần phải mang ra tranh luận nữa mới biết được các bạn. Đây cà rốt Sư Long chúng ta cũng có phiên bản này luôn à. Rách hạn hán, biết đâu ra Rách hạn hán nhở. Khả năng ra Rách thì cũng là điều cũng không có gì là quá đáng ngạc nhiên cả các bạn. Bởi vì game thì dần dần nó cũng lên dần thôi. Việc ra Rách hay là ấy cũng quá là bình thường. Nhưng mà nếu mà dùng từ hắn cho anh Roro, mà ra anh Roro mà dùng từ hắn ở đây thì nghe tội anh Roro quá các bạn. Một đường đường là đứng năm nhi, một võ sĩ đạo chân chính anh em, thà giết người chứ không rạch bụng đúng không? Đấy các bạn đã xem ở tập đấy rồi có biết rồi đúng không? Thà giết người chứ không rạch bụng là anh em biết độ chân chính của anh Roro là đâu rồi. Ok nói chung đi thảo luận qua về tướng mới thôi. Anh em mong chờ vị tướng nào cho tôi biết ở phần comment nhé. Rồi, nói tiếp video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại vào quẩy sự kiện của Lamy anh em. Vừa rồi Lamy cho mấy thùng bia các bạn, 60 thùng à. Có đảng này như hôm qua tôi mới quẩy pool thùng bia rồi thì phải các bạn. Theo tôi nhớ thì hôm qua tôi có quẩy pool thùng bia con nạc này rồi. Ừ các bạn, giờ chúng ta chỉ còn cốc bia vàng thôi. Hiện tại cốc bia vàng ở con nạc này đã lên được 335 thùng anh em. Và cháu nó hiện tại còn thiếu đâu đó 15 thùng bia nữa. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm 15 thùng bia này về để quẩy cho cháu nó anh em nhé. 1 2 3 1 1 2 1 2. Ok có vẻ như là 15 thùng bia này với chúng ta có vẻ khá là dễ các bạn. Ở 1K nè, từ các bạn xem anh em vào xem bên dưới cho nó rõ ràng các bạn. Ok cửa hàng hồn hải tạc à 200 các bạn, 200 thì đây mới được có 12 thùng các bạn ơi. Chúng ta còn thiếu đâu đó 3 thùng nữa anh em, tiến tế tiếp không sao cả. Moria đi tạm thời, Moria cũng đi nửa đường thôi. Pocat EA đây với Sanji các bạn rồi. Ok rồi chúng ta chắc là đủ rồi anh em. Ok chúng ta còn thiếu 3 thùng bia nữa mà tôi hiện tế hơi nhiều. Ok trong hôm nay chúng ta sẽ vá luôn 350 cốc bia vàng nhé. Nói chung về cái vụ tương mới thì ở tối nay kiểu gì bên nhà phát hành cũng sẽ đăng thêm thông tin nghĩa thời điểm hiện tại đấy anh em. Nhưng mà thôi để tí có gì ngày mai tôi cập nhật cho anh em sau vậy nhé. Ngày mai tôi sẽ trở lại với anh em một video đầy đủ hơn về vị tướng mới này nếu như Nami có cập nhật thêm thông tin hoặc là có sự kiện săn cốt tướng mới. Đó, việc của anh em là đừng quên đăng ký kênh như bật chuông thông báo của kênh Tiêu Từ Đường Phố lên và dõi theo channel để có thể cập nhật mọi thông tin cũng như core demo mới nhất của game Hải Tặc Đại Chiến nhá. Ngoài ra thì bên kênh luôn luôn có các event cũng như các sự kiện mini game tặng thẻ cào su, tặng gift code và tặng ác cho anh em nữa. Ok, để làm sao được các event này xuất hiện thì các bạn biết rồi. Đó là hình thức đó là like, share và đặt mốc. Ok. Ngoài ra thì bữa nay tối tôi có live stream anh em, các bạn nhớ lên live stream chơi nhá. Tối lên live stream thì sẽ có thêm mini game tặng code cho anh em. Và lâu lắm rồi không tổ chức event tặng thẻ cào su.
Hôm qua thì có tổ chức đấy, thì không biết là video là đến thì hiện tại thì tôi quay video hơi sớm anh em, nên là cũng không biết là hiện tại cái video đấy nó đạt đủ 150 like chưa thì chưa biết anh em. Tối lại khi livestream thì tôi sẽ check, nếu như đủ thì sẽ có event cho anh em luôn. Ở đây là tối trên livestream mà các bạn không lên thì để tôi tính sau anh em đó. Ok, nào giờ thì tập trung vào chuyên môn, các bạn cùng nhau đi phang tướng nào. 350 thùng bia, có bia vàng anh em, để xem là nó sẽ mang lại lợi nhuận gì cho tôi không. Nói chung thì cứ mỗi lần sự kiện tướng mới ra là để anh em chúng ta ngóng chờ là chính thôi anh em, với cả xem kin rồi xem tướng thôi anh em, chứ có được chơi đâu. Đấy, hỏi thật các bạn, Kilemon của anh em hiện tại em ấy rồi. Câu hỏi hiện giờ cảm thấy đau lòng nhất của anh em đó là mỗi khi hỏi về tướng mới, các bạn là như tôi không? Trời ơi, cháu nó ra thì như là đến giờ phút này như là gần 3 tuần rồi ạ. Và hiện giờ như cháu nó mới được như là 10 sao chứ tôi chẳng nhớ, nhà tôi như chưa được 10 sao anh em. Nhưng mà bù lại thì may là tôi lân được anh Ichiji các bạn. Ichiji nhà tôi lên được E5 rồi các bạn. Ichiji lên được E5 rồi, Lee Jin E5 rồi, rồi chị đẹp Reru lên được E5 rồi anh em. Còn Pokemon chắc phải hẹn sang năm các bạn. Có gì sang năm 2022 thì cháu lên E5 sau. Đành vậy thôi, 3 ngày nữa hết năm rồi. Phang cái Tết Tây lại đến Tết ta chào mừng các bạn. Trời ơi, ngắm đi nhìn lại một năm, chúng ta chả có gì ngoài hai mũi Covid vào người ạ. Đó, các bạn có làm được cái gì trong năm 2021 vừa qua chưa? Tôi ngoài được hai mũi Covid vào người thì đón thêm thằng con đầu lòng, thằng con thứ hai. Ok, đó, nhưng mà nói chung thì năm nay cũng là một năm khá là ổn định, khi đến cuối năm nay thì vùng tôi có dịch các bạn ạ. Trời ơi, bữa nay tôi học edit để làm mấy cái quả đầu trend này, nói nó phải vang vọng quanh tai nghe nó mới hấp dẫn được anh em. Trời ơi, sao tự nhiên nói xong tôi nghe cảm thấy mùi lòng quá. Trong khi nhà tôi khu vực này liên tiếp mấy ngày hôm nay toàn đóng dịch các bạn ạ. Cứ vừa qua một đêm thì lại thêm 2-3 nhà nữa treo biển. Tôi cảm thấy hoang mang quá, không biết đến hôm nào sẽ đến lượt nhà mình đây. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì một năm làm ăn vất vả được nghỉ 15 ngày nghe nó cũng vui đấy. Nhưng mà sắp Tết rồi anh em, không làm thì không có tiền đâu. Nghĩ đến mà nhà mình bị treo biển thì chắc là tôi cũng ngất đi các bạn ạ. Ngất lịm trong đau khổ, gầm rú lên. Trời ơi. Ôi, tập trung chuyên môn anh em, chúng ta còn 50 thùng nữa là kết thúc cái đám cốc bia vàng này rồi. Và thu lại thì một đống form anh em. Tính ra hôm nay tôi hủy tướng SS hơi phí. Ôi, nói chung thì tổng hợp video ngày hôm nay thì cũng chỉ thông qua thông tin tương mới và cập nhật quà đẻ mới cho anh em thôi. Cuối clip rồi, cũng chả biết nói gì hơn anh em ngoài việc đi hốt quà thôi. Ok, còn 10 thùng bia cuối là chúng ta sẽ được đi hốt quà rồi. Đấy, anh em nào chưa cập nhật quà đẻ cũng như chưa hốt quà thì mau vào game và nhận quà cũng như là hốt code nội dung chung mới nha. Và các bạn suy nghĩ sao về vị tướng mới hay cho tôi biết ở phần comment. Ok, giờ thì nhảy đốt phần quà cuối cùng nào. Clip kết thúc tại đây, hẹn gặp mọi người ở clip theo. Giờ thì bye bye.